Thưa quý vị khán giả, thời gian qua công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều tín hiệu khả quan khi ngày càng có nhiều lao động quan tâm lựa chọn. Nhằm thực hiện hiệu quả công tác này cho những năm tiếp theo, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu. Đặc biệt song hành nhiệm vụ này là phối hợp triển khai chặt chẽ đào tạo ngoại ngữ để tạo thuận lợi cho người lao động khi tham gia xuất khẩu lao động. Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022-2025 đang ở chặng đường cuối. Với những tín hiệu khả quan khi người lao động ngày càng nắm và hiểu rõ hơn về những lợi ích khi tham gia xuất khẩu lao động. Họ chủ động tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, chuẩn bị hành trang cho hành trình đi làm việc ở nước ngoài. Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Cà Mau thì trung tâm cũng đã kết hợp với lại một số cái trung tâm đào tạo ngoại ngữ để nhằm phục vụ cái nhu cầu mà học ngoại ngữ cho người lao động trước khi tham gia cái đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể là trên địa bàn tỉnh thì hiện nay thì có phối hợp với các cái trung tâm đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiếng Hàn để phục vụ cho người lao động là đăng ký học tiếng Hàn để tham gia chương trình EBS của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng thời là cũng có cả tiếng Trung để là phục vụ cho những cái lao động mà đi làm việc tại cái thị trường Đài Loan. Trong giai đoạn vừa rồi là đơn vị trực tiếp ký kết với Ủy ban nhân tỉnh, nên trong cái phần thỏa thuận ký kết thì AICO cứ mỗi 6 tháng AICO sẽ báo cáo danh sách với Ủy ban nhân tỉnh về cái công tác là tuyển sinh cũng như là xuất cảnh của học sinh. Vì vậy cho nên là phụ huynh và học sinh ở địa bàn Cà Mau cũng yên tâm là con em của chúng ta khi đi thì đều được sở ngành đều biết hết, và thậm chí luôn là con em chúng ta học tập trong suốt quá trình bên đó như thế nào cũng có sự đồng hành hỗ trợ của AICO Group ở tại địa phương bên nước sở tại và các thầy cô ở tại Việt Nam. Với vai trò là đơn vị trực tiếp tham mưu cũng như phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện công tác xuất khẩu lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều văn bản trong việc đào tạo nguồn lao động xuất khẩu, đồng thời rà soát các doanh nghiệp đầy đủ pháp lý để tạo thuận lợi trong đào tạo nghề, ngoại ngữ, nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu những thỏa thuận của các nước sở tại. Tham gia đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, em Trần Thanh Kim ở xã Tạng An Cương Đông, huyện Đầm Dơi đã chọn học tiếng Hàn Quốc tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế Cabeco trực thuộc tập đoàn Eco Group. Gia đình em cũng hơi khó khăn cho nên là em quyết định đi xuất khẩu lao động để có thể trang trải cho gia đình, giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn. Cho nên em quyết định là chọn đất nước của Hàn Quốc để em xuất khẩu lao động. Nhờ trước mắt là giúp đỡ cha mẹ. Thứ hai là mình có được một cái kinh nghiệm cũng như là một cái trải nghiệm khi đi đến một cái đất mới. Với AICO thì một lớp học để mà hoàn thiện thì các thầy cô sẽ có một thầy cô chủ nhiệm, một hoặc hai thầy cô trợ giảng, ngoài ra còn một cán bộ quản lý học viên. Những cán bộ này sẽ đồng hành với học sinh từ đầu đến cuối. Đối với giáo viên sẽ dạy kiến thức về ngoại ngữ, về văn hóa, nhưng đối với những cán bộ quản lý học viên và những thầy cô khác thì sẽ dạy các bạn về những kỹ năng để mà các bạn có thể làm việc hoặc học tập trực tiếp bên nước ngoài. Và những kỹ năng này thì ngoài cái việc mà các bạn sẽ được học ở các thầy cô trực tiếp thì cứ mỗi một quý, hai quý thì AICO sẽ có những cái buổi kết nối để cho các thầy cô bên trường ở nước ngoài, ví dụ như Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc là những chuyên gia người Đức, họ sẽ về trực tiếp giao lưu với các bạn để có thể chia sẻ thêm về những cái công việc làm ở bên đó hoặc là việc học của bên đó đi lại như thế nào, để các bạn có thể hòa nhập dần dần với cuộc sống trước khi mình xuất cảnh là các bạn đã biết được cơ bản phần nào. Việc đẩy mạnh phối hợp với nhiều trung tâm, công ty đào tạo ngoại ngữ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm là tiền đề giúp cho người lao động thuận lợi trong xuất khẩu lao động. Các khóa học ngoại ngữ giúp cho người lao động tự tin giao tiếp, phát huy được tay nghề trong quá trình làm việc tại môi trường lao động ngoài nước. Việc này đã tạo được niềm tin cho người lao động tỉnh Cà Mau khi tham gia xuất khẩu lao động, tạo sức lan tỏa của đề án trong thời gian tới. Còn đối với cái thị trường Nhật Bản có đặc thù riêng là người lao động sau khi chọn được đơn hàng thì sẽ được các cái doanh nghiệp phái cử tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và học ngoại ngữ tại các cái doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng Nhật thì việc đào tạo ngoại tỉnh, trong tỉnh, đào tạo tại tỉnh thì nó sẽ có những cái trở ngại, có nghĩa là người lao động tham gia đi
làm việc ở Nhật Bản á, ngoài cái trình độ ngoại ngữ tiếng Nhật, người lao động còn phải là đào tạo nhiều cái lĩnh vực khác, ví dụ như là về cái văn hóa của người Nhật, rồi về cái cách sống, rồi về cái yếu tố là chấp hành cái tính kỷ luật của người Nhật. Nên là bắt buộc cái thực tập sinh, những người lao động mà đăng ký đi Nhật thì phải học tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, tại các cái công ty phái cử. Còn riêng đối với lao động mà đăng ký học tiếng Hàn á, thì mỗi tháng ở giữa trung tâm và trung tâm dịch vụ việc làm và cái trung tâm đào tạo ngoại ngữ là sẽ khai giảng một lớp trên tháng đối với cái tiếng Hàn. Thì người lao động trên địa bàn tỉnh thì rất là thuận lợi trong cái việc mà học tiếng Hàn để tham gia cái chương trình xuất khẩu lao động theo cái chương trình EBS hiện nay tại tỉnh. Hỏi: tôi chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài nhưng đang băn khoăn về các khoản chi phí mà doanh nghiệp xuất khẩu lao động yêu cầu phải nộp. Làm thế nào để biết được việc thu tiền của doanh nghiệp có đúng hay không? Trả lời: để đảm bảo việc nộp tiền đúng quy định và đúng địa chỉ, người lao động chỉ nộp các khoản tiền cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoặc đơn vị được ủy quyền của doanh nghiệp xuất khẩu lao động khi ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài và theo những khoản tiền ghi trong hợp đồng. Đồng thời yêu cầu ghi rõ từng khoản tiền phải nộp và có hóa đơn chứng từ có dấu của doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoặc đơn vị được ủy quyền. Trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu lao động yêu cầu người lao động phải nộp một khoản tiền để làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài sau khi trúng tuyển như tiền làm hồ sơ, làm thủ tục nhập cảnh, giấy phép, visa, vé máy bay, tiền môi giới, tiền ký quỹ nếu có, thì người lao động có quyền yêu cầu doanh nghiệp phải làm thỏa thuận, trong đó cam kết về thời gian xuất cảnh và trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí phải nộp trong trường hợp không đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian thỏa thuận.